Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tháng 8 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy, đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Tý chắc chắn đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch sẽ như thế nào. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin được chúc mừng quý vị khi bước sang tháng 8 đối với gia chủ tuổi Mậu Tý là những người cực kỳ may mắn, thành công. Không những tiền đầy túi mà về phần gia đạo cũng bình an. May mắn của quý vị đã khiến cho không ít con giáp phải ghen tị và kính nể. Tuổi Mậu Tý tuy không có một sự nghiệp vĩ đại, khả dĩ, sống trong sự giàu sang, phú quý, nhưng vẫn có một cuộc sống khá xứng đáng. Mọi nghi thức đưa đến sự nghiệp đó là những may mắn và sự cố gắng của quý gia chủ trong thời gian vừa qua. Những may mắn đó thường vào những tháng giữa và cuối năm là bước đầu hoàn thành sự nghiệp của quý gia chủ để có thể nghỉ ngơi. Tiền tài lên cao vào những tháng giữa, cuối năm, tiến triển cho đến khi hoàn thành sự nghiệp. Nghĩa là gia chủ phải kéo dài tiền tài, xây dựng tiền bạc mới hoàn thành sự nghiệp, sống trong an nhàn. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu và phân tích về vận trình của tuổi Mậu Tý trong tháng 8 âm lịch ngay sau đây. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tháng 8 âm lịch năm 2021. Quý vị thân mến, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý, thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán, cẩn trọng trước khi quyết định. Bởi vậy, nên luôn chọn cách tốt nhất. Khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao tiếp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại ỷ lại vào chính bản tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận, sóng gió trong cuộc đời người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Trong tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, đây là một năm khá bình yên, có nhiều may mắn đối với bản mệnh. Trên cơ bản, người sinh năm này có kinh nghiệm đối nhân xử thế nên luôn có cách ứng xử trong mọi tình huống. Dù gặp vấn đề lớn hay nhỏ thì bản mệnh cũng sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp, khiến mọi người xung quanh khâm phục. Quan hệ của bản mệnh với người thân trong gia đình hài hòa, tốt đẹp. Bản mệnh nhận được nhiều sự yêu mến, kính trọng của con cái trong nhà. Tình hình sức khỏe tương đối ổn định, song vẫn cần lưu tâm, không nên làm việc gì quá sức. Mậu Dương Thổ gặp bính âm hỏa, được gọi là thương quan. Nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia đình tuổi Tỵ trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Ở độ tuổi này, gia chủ, sự nghiệp hay quan vận không phải là điều đáng quan tâm. Điều bản mệnh cần làm là buông bỏ những gánh nặng để con cháu tự lo phần việc, chứ không nên quan tâm hoặc chỉ huy quá nhiều. Với những rắc rối, biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, bản mệnh nên bình tĩnh đối diện, có cái nhìn lạc quan, tích cực, cần tránh những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải, xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ,
dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng này, tình hình tài chính bản mệnh tương đối ổn định. Với khoản tiền tiết kiệm trong những năm tháng lao động từ trước đó, bản mệnh vẫn có thể có một cuộc sống tương đối dư dả. Những người có con cháu hiếu thảo, sung túc được hưởng một cuộc sống hạnh phúc khi con cháu thường xuyên quan tâm, thăm hỏi. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 8 âm lịch cho rằng tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Tử vi tháng này mang điềm báo tai họa, họa huyết quang, vì thế bản mệnh khi đi lại phải cố gắng đảm bảo an toàn ở mức tối đa, nếu không nguy cơ tai nạn va chạm gây tổn hại tiền bạc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi nói đến vấn đề sức khỏe thì không đơn giản là chỉ thể lực, nó bao gồm về thể chất và tinh thần. Vì thực tế, dù gia chủ chăm chỉ tập thể dục, rèn luyện, nhưng tinh thần ủ rũ hay mệt mỏi thì bản mệnh cũng không được xem là người khỏe mạnh. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, hãy dành chút thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1948. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, mối quan hệ tình cảm xã giao của tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạng miệng. Nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính đương số. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động sẽ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm hay cá nhân của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng thì việc gì cũng sẽ dễ giải quyết. Quý vị thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Đối với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8, tức ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bằng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8, tức ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Tý sinh năm 1948. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8, tức ngày 14 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Ất Sửu, nạp âm, Hải Trung Kim.
ngày âm lịch 20 tháng 8 năm 2021, tức ngày 26 tháng 9 năm 2021 dương lịch, nạp giáp, đinh sửu, nạp âm, giản, hạ thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm được nhiều kiến thức hữu ích hơn nữa, tránh hung hòa cát để gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Cuộc sống xung quanh chúng ta đôi khi có những khó khăn để thử thách chúng ta. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước, tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.